cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phương án phát triển hệ thống cụm công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp với tính chất đa ngành phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập. Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có tổng số 50 cụm công nghiệp với quy mô diện tích khoảng 2.899 ha. Trong đó, có 24 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, gồm cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, cụm công nghiệp Đặng Lễ, Đa Lộc, Vân Du, Quang Vinh, cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Kim Động, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, Hòa Phong, cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, cụm công nghiệp Làng Nghề Hòa Phong, cụm công nghiệp Quán Đỏ, cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng, cụm công nghiệp Đình Cao, Ngô Quyền, Dị Chế, Thiện Phiến, Minh Hải 1, Lạc Đạo, cụm công nghiệp Minh Khai, cụm công nghiệp Minh Châu, Việt Cường, cụm công nghiệp Yên Mỹ, Làng Nghề Thụy Lân, cụm công nghiệp Đồng Than, 15 cụm công nghiệp đã có quy hoạch được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2030, gồm cụm công nghiệp Bảo Khê, Phù Ổng, Nam Khoái Châu, Hải Triều, Xuân Dục, Ngọc Lâm, cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 1, cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 2, cụm công nghiệp Minh Khai, Minh Hải 2, Làng Nghề Yên Mỹ, Chỉ Đạo, cụm công nghiệp Đại Đồng, cụm công nghiệp Sạch Văn Giang, cụm công nghiệp Tân Tiến, Văn Nhuệ, 11 cụm công nghiệp bổ sung mới giai đoạn 2021-2030, gồm cụm công nghiệp Ân Thi, Kim Thi, cụm công nghiệp Làng Nghề, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Đặng Lễ, cụm công nghiệp Sai Phạm, cụm công nghiệp Minh Phượng, Trung Dũng, Cường Chính, cụm công nghiệp Khoái Châu, cụm công nghiệp Lương Tài, cụm công nghiệp Bắc Sơn 1, cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Sau năm 2030, quy hoạch thêm khoảng 28 cụm công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích trên 2.000 ha. Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, qua 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có gần 1.200 doanh nghiệp thành lập mới và gần 500 đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến đăng ký hoạt động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới có tăng nhưng mức tăng không cao, đạt 16%. Trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể, chấm dứt hoạt động so với cùng kỳ 7 tháng của năm 2023 đều có tăng cao hơn từ 18 đến 20% với gần 900 doanh nghiệp. Theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, một điều thấy rõ từ năm 2023 đến nay đó là sức tiêu dùng của thị trường giảm hẳn, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trong khi khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có nhiều khởi sắc hơn. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 17.600 doanh nghiệp, 70% trong số này đã đi vào hoạt động, đa số là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Sự phát triển của sản xuất công nghiệp có tác động lan tỏa mạnh mẽ tới sự phát triển của các ngành kinh tế khác, đồng thời góp phần quan trọng quyết định tới chất lượng tăng trưởng. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước công nghiệp hiện đại. Để đạt được mục tiêu ấy, chúng ta cần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng của sản xuất công nghiệp. Theo số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản xuất công nghiệp của nước ta tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tích cực. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 7 tăng 11,2%, tính chung 7 tháng tăng 8,5%. Về mức độ tăng trưởng của từng ngành, trong 7 tháng, ngành chế biến chế tạo tăng 9,5%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,4%, ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%, riêng ngành khai khoáng giảm 6,2%. Tính theo địa phương, IIP 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Những kết quả tăng trưởng của công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng đã phản ánh một bức tranh rất tích cực của nền sản xuất trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá,
Cụ thể, theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, sản xuất công nghiệp đang có đà phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục tăng trưởng tích cực, ngành công nghiệp chế biến chế tạo trở lại với vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp cơ bản tăng trưởng trên diện rộng ở hầu hết địa phương trên cả nước. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp nước ta khôi phục rất tích cực, sẵn sàng tận dụng cơ hội tiếp cận các thị trường mới. Cùng với đó, niềm tin của doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp nước ngoài được củng cố mạnh mẽ nhờ tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp những tháng qua. Cùng với IIP, chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần, lĩnh vực sản xuất BBI cũng là bộ chỉ số quan trọng đo lường sự phát triển của ngành sản xuất. Theo báo cáo do S&P Global cung cấp, BBI của Việt Nam tháng 7 đạt 54,7 điểm. Nếu so sánh với các nước trong khu vực ASEAN thì BBI của Việt Nam đang dẫn đầu khu vực. Ông Andrew Hacker, giám đốc kinh tế S&P Global Market Intelligence, phân tích việc lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có thể tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ, làm tăng thêm sự lạc quan rằng ngành sản xuất của Việt Nam đang bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng tốt, giúp thúc đẩy nền kinh tế tiến về phía trước. Tính đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với cùng kỳ, vốn thực hiện đạt hơn 12,5%, tăng 8,4%. Như vậy, cả vốn đầu tư đăng ký và vốn thực hiện trong 7 tháng đều tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, vốn FDI đăng ký mới đạt gần 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,6%, vốn FDI đăng ký điều chỉnh đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,4%. Điểm khá nổi bật ở lĩnh vực sản xuất đó là có nhiều dự án lớn trong lĩnh vực bán dẫn năng lượng, sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, được đầu tư mới và mở rộng quy mô. Tại nhiều địa phương trong cả nước, dòng vốn FDI đã trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. Để nâng cao chất lượng vốn ngoại, nhiều địa phương đã và đang đổi mới cách xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt nhất những điều kiện sẵn sàng đón các dự án mới để trở thành trung tâm thu hút FDI của cả nước. Tính đến tháng 7 năm 2024, nhiều địa phương trên cả nước đã cán mốc thu hút hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, nằm trong top các địa phương thu hút FDI dẫn đầu cả nước. Tỉnh Đồng Nai chỉ trong 4 tháng đầu năm đã vượt chỉ tiêu thu hút vốn FDI của cả năm. Các dự án mới của Đồng Nai chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn, linh kiện điện, điện tử, cơ khí chế tạo, dệt, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động. Theo nhận định của ngân hàng HSBC, Việt Nam có vị thế cạnh tranh thu hút vốn FDI so với các quốc gia khác nhờ mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những yếu tố thuận lợi từ thực thi các hiệp định thương mại tự do đã ký. HSBC cũng cho rằng chi phí cạnh tranh và sự tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư của chính phủ với các chính sách hỗ trợ khu vực đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các chính sách ưu đãi thuế là những lợi thế để Việt Nam cạnh tranh thu hút vốn FDI. Xét về số dự án, 7 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới với 540 dự án với tổng vốn đăng ký mới 1,22 tỷ đô la Mỹ, chiếm 29,7% tổng số dự án đầu tư mới của cả nước. Cùng với đó, có 113 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm 303,21 triệu đô la Mỹ. 268 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng số vốn 124,021 triệu đô la Mỹ từ Trung Quốc vào Việt Nam 7 tháng năm 2024. Tính chung tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2024 là 1,65 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư về vốn trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy, vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh từ 2,92 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 4,47 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023.